No 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 no. Rồi mày không định vô điệp khúc hả? Mày đứng mày nâu tới chừng nào? Em ơi. Dạ dạ. Cái môi em vậy rồi xem ca sao hai anh em tụi bay ba má đẻ sao kỳ vậy? Môi em bình thường mà. Ok, mà sao em bị như vậy? Hồi nhỏ em không có bị như vậy. Ok rồi ngồi kể đi, mày kể chắc lâu lắm, tao nói thiệt á chứ không có đứng được rồi, còn sao cái chuyện nó làm sao? Ho mày ho thì mày ho đi. Từ bình tĩnh lại. Hồi nhỏ em không có bị như vậy. Ok. Mà thằng bạn em nó bị như vậy. Ừ rồi. Nó sao? Bị là bị cà cái mà cà lâm, mà nó còn bị thêm cái tật cà mụn cà chớn cà lâm rồi cà mụn chứ ông nội. Ok nó cà chớn, em mới gây lộn với nó. Ừ. Em gây lộn với nó mà nó nói chuyện cà dấp, em cười quá trời quá đất. Em nói mày bị cà lắm, mày kêu ba mày ra đây nó nói chuyện với tao. Nó chạy về nó mời ba nó ra. Ủa sao mày nói chuyện nó chưa đã mà kêu ba nó nói nữa chi vậy? Ba nó là bán ở ngoài chợ. Ừ. Mà ba nó bán cà chua không? Cà pháo không? Cà tím không? Cà na không? Cà ri không? Chứ cái gì? Cà điện thoại. Nó mày á cái cạc đi chứ sao được cà bánh mày á cái thẻ của ta hả? Thông cảm, chữ đó nó nói dấp hồi là nó bậy. Ba mẹ tao là anh trai mày. Mày nói tao còn muốn ứa máu với mày luôn à. Ủa sao tự nhiên nãy nó bị phát âm không rõ, thôi bây giờ nó bị dấp theo mày luôn rồi. Kỳ vậy ta. Rồi kể tiếp coi sao, cái cạc điện thoại rồi sao nữa. Rồi xong kêu ổng ra nó nói chuyện với ổng, ổng không hiểu. Chứ nó nói thôi bây giờ ông có ai hiểu được tôi, ông mời ra đi. Ổng kêu vợ ổng ra. Rồi sao mày kêu nguyên dòng họ ta ra chứ vậy? Rồi. Vợ ổng thì bán cái sạp kế bên ổng. Okay. Là vợ ổng bán cà nè, cà không, cà ri không, cà pháo không, cà chua không, cà điện thoại không, chứ cà gì? Bán cà thôi à. Ông cô nội mẹ cà thâu thì nó là trái cà chua, mày cãi chi vậy? Cà bà bán không có chua. Sao mày biết cà người ta không chua? Thằng này ăn rồi. Nói bán cà chua mà bà bán trái cà ngọt ngọt ngay hà. Muốn nổi mày sao mày cà lắm mà mày lý sự quá hà. Rồi mày tiếp đi. Nghe câu chuyện mà mình rối loạn tiền đình luôn thiệt á. Hết chuyện rồi. Thì... mày chắc tao về tao kêu ông bà già từ mày ra khỏi nhà luôn quá. Má ơi bây giờ thì bây giờ máu nó không nuôi não nữa đâu thiệt á. Mày quá trời rồi. Bây giờ hai em ơi, bây giờ tụi em không có ca nữa. Hay thằng em nó nói chuyện không được nhưng mà nó đọc giáp được. Nó ca chưa xong nó đọc ráp chừng nào mới hết chương trình ông nội? Bậy. Đọc ráp chuẩn à. Ừ. Mày đọc được đi, tao là con mày, mày thử đi. Đọc ráp không có bị cà lâm. Mày thử. Hai anh em chuẩn bị làm bằng nhạc đi hát luôn á. Thử đi. Được ta con. Ê trời nhái là mất dạy nha. Ta bị liệu theo. Lúc nãy nói rồi nhìn mặt mất dạy ghê. Làm đi ông cố nội. Dạ. Mày mà còn dấp một cái nữa là tụi tao xúc mày luôn á. Ê em trai. Nói ông thầy cái vàng môi của người ta nó nói bậy rồi mà. Dạ lại không có nội hát đi, không có nội. Dạ hát thử đi rồi ráp thử đi. Khoan đi, đang giận lắm, hát không được. Mát hát đi, hết giận rồi. Thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đây pháo nổ dù nồng. Giáp. Bùm 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 bùm.
bum 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 bum. Pháo nổ dù nồng. Bum 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 bum. Pháo nổ dù nồng. Bum 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 bum. Pháo nổ dù nồng. Bum 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 bum. Mày đợi xíu đi, tao lên tao kêu công an phường xuống nghe. Ông nội cho mày chưa tới Tết mà mày đứng mày bán pháo bông nhà tao là sao? Ông, mày đứng mày cứ phum 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 phum, cái tóc tao đã khó mày phum vậy ra sao? Ông bực riết như một con điên hả? Hát được, khẳng định hai anh không thể hát được. Vậy sao thôi? You get out, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi vô học hát tự nhiên kêu tôi đi tắm ao. Tào lao vậy. Ghét ao chứ tắm ao không có nội tao chứ. Đi về. À đuổi hả? Đuổi. Tao nói một lần cuối. Hai thằng bay đi về. Oh. Đi. Ủa chú đi đâu vậy? Mày kêu tôi đi về. Đi về là kêu hai thằng không có nội này nè. Hai con nội nào? Đây nè. Hai thằng quý học viên. À học viên à. Nó học, vô. Học viên mà kêu có nội cái gì? Nó vô nó kỳ lắm. Kì à? Tụi này đào tạo không được. À, chào anh. Hỷ. Đây là ai? À. Đây là ai? Đây là thầy giáo dạy nhạc Chí Tài. Đúng rồi. Ơ, thầy Chí Tài đây hả? À, tôi là Chí Tài. Còn bên này. Vậy thằng khốn nạn này là ai? Ở đợi. Ô. Ở đợ sao mày? Ủa này ở đợ rồi sao? Ủa mày làm gì tao? Ủa mày thái độ hả? Thôi Thanh. Ngồi đi. Ông này nhìn ra dáng thầy dạy nhạc rồi. Quýnh cặp chân mày là biết thầy dạy nhạc rồi. Còn cái thằng này âm binh. À, hay anh tới đây học nhạc đúng không? À, đây là cái lớp nhạc miễn phí. Thành ra là tôi cần phải biết rõ lý lịch của hai anh. Dạ. À, hai anh làm nghề gì nè? Giang Hồ. À. Kiếm mà trái táo tao để trên này, phóng chúng con mắt mày chơi được không? Hay anh uống nước ép trái cây không? Không. Ủa sao nãy giờ mình giang hồ mình không khai báo danh tánh sớm? Ủa hai anh giang hồ vô họ học nhạc chi vậy? Vì giang hồ tính nóng, học nhạc cho tính nó đầm lại. Vô rồi gặp thầy âm nhạc thấy đã đầm mà, qua gặp âm binh là muốn là có chuyện à. Em hữu nhãn vô châu không biết hai anh. Âm binh, ây à, mày nghĩ à? Hai anh em tao có nên làm cái gì mày không ta? Bỏ đi anh, bỏ đi. À, nói cho mày biết nha. Chẳng qua đó là đam mê âm nhạc. Nhảy là nhảy thầy tài. Chứ cỡ như mày á, là vậy nè. Ê, dạ. Sao không có vệ sinh vậy? Mày khờ quá. Ý là nói là cỡ như nó á, như cục đứt mũi vậy á. Tao bỏ vô họng tao nuốt cái là nó chết, hiểu không? Thôi mắt ối quá thằng ông nội. Nó nói mà muốn bỏ cơm với nó luôn à. Thôi là móc trên. Mày nhái ai vậy? Em sợ đi, không có nhái em. Em sợ. Em sợ. Tao cho cài tóc cho mày nghe mày. Bây giờ tụi tao có khả năng học nhạc được không? Âm nhạc này nằm ở trong tim à. Trong tim. Em biết rồi, hai anh là thiên tài của âm nhạc. Tao không thích mày để cái quạt ở đây. Trong tim được không? Ồ mát quá, mát quá. Thích lắm. Giết mấy thằng xạo xạo quá ta. Hỏi là hỏi ông thầy nè. Sao học được không? À, âm nhạc là dành cho tất cả mọi người mà. Đó. Nhưng mà nếu hát dở như anh thì khó thành lắm. Cái gì? Không. Ý tôi là cố gắng là sẽ cũng được. Cố gắng thì cũng học được. Đó. Ừ. Chừng nào tôi dạy anh mà tôi tắt tiếng là chắc mấy ông nổi tiếng á. Ông cố gắng đi. Nói như kì. Hả?
Đấy, bây giờ vô học liền luôn chứ hả thầy Tài? À, cái gì? Tại lớp tôi thì đông quá, không mấy tôi tính về anh học 246 đi, còn anh học 357. Không. Hai anh em đi chung cho nên là học chung mà một ngày. À, lớp nó đầy quá rồi, chia nhau học nha. Lớp có 4 đứa là tính luôn hai thầy trò ông, đầy đông. Ông muốn kiếm chuyện hả? À không. Ý ông sao? Không phải. Con, bây giờ bữa nay là chủ nhật cho nên là tôi hơi rối rối. Hay là ông ấy hai anh cho xin thứ điện thoại đi, cái gì tôi liên lạc với anh sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy số điện thoại đã có lòng tin. Dạ, số mấy vậy? Đọc một lần thôi thôi nha. Dạ. 09. Dạ. 00000. Dạ đủ rồi. Chưa. Đúng. Điện thoại mấy số? 10 số. 10 số mới đọc có 2 số à ông nội. Này nó bị dấp đĩa á. Chú phải tập trung vô hiểu không? Mình phải phân biệt là nó đọc được bao nhiêu số rồi. Chú hiểu rồi. Nghe cho rõ đi. Dạ dạ anh đọc chậm chậm giùm. Tính nóng lắm. Dạ dạ dạ. 09. Dạ. 00008. 88. Dạ dạ cảm ơn. Chưa. Thì rõ ràng là 09088. Em lại anh ăn nói thuận lợi anh qua nói giùm em đi, em năn nỉ anh luôn trời ơi. Này này cầm qua đây. Dạ. Tao lợi miệng là tại sao không được đâu. Thì chú cũng vậy thì người ta lợi khẩu hỏi người ta đi. Anh cho xin số phone. Này. Dạ. 0903. Dạ. Không có ngại không có ngại. Mày bấm đi. Tao thấy kỳ kỳ. Ủa ông cười cái gì vậy? Không phải tôi. Ông Tài. Dạ không có. Má ơi ông cười cái môi thằng em thằng anh. Dạ dạ không, tôi có ý đó. Mà tại vì chắc là tôi lớn tuổi rồi, tai tôi nó lãng. Con trẻ con nghe giùm bên chú. Kia nó lãi, bên này nó lua kìa ta. Anh cho em lại số cái. Tập trung nghe rõ một lần thôi nha. Dạ dạ dạ. 0903. Dạ 0903. Ừ không phải không phải. Dạ tự bấm luôn cho em cố nội. Mẹ đọc vậy em nội ai bấm cho được. Thì nãy không đưa tự bấm luôn. Dạ, bấm luôn giùm em đi. Rồi rồi. Dạ. Ngồi qua. Dạ. Thôi. Dạ. Thôi, ngồi rồi. Tên gì con? Tên dạ, gì? Dạ dạ, anh tên Quốc Quân Nhiên. Cái gì? Anh Quốc Tuấn, anh Quốc Tuấn. Dạ. Tuấn đi lu vô. Bên này là anh nào? Quốc Đại. Dạ. Có tụi này học là anh cứ yên tâm, bởi dạ. Vì ai mà tới đây mà quậy và phá là có tụi này bà bảo bọc. Không. Bà bảo. Kỳ. Không. Bà bảo dưỡng. Không. Bà bảo thi. Bảo thi ca sĩ. Mày bớt nói lại đi. Đã tao dấp mày chọt thì chừng nào mới xong. Không em chỉ hỗ trợ chức năng cho anh thôi. Hỗ trợ cho anh nói tốt hơn anh hiểu không? Tụi tôi sẽ bảo bà bảo. Bảo quốc mắc tiền lắm mướn không nổi đâu. Bảo Trí. Bảo Trung. Nói cái này đúng luôn nè. Tiểu Bảo Quốc. Tào lao. Thằng này nó xàm về dễ sợ luôn á. Bây giờ cuối cùng nè bây giờ. Bảo gì? Bảo kê đúng không? Không. Chứ bảo gì? Bà bảo đảm. Mày á bà bảo đảm bảo kê cũng như nhau à. Bà bảo đảm là không có ai dám phá cái lớp học này hết. Đúng rồi. Ai phá cứ gọi cho thằng Quốc đó. Gọi vô đây là xong. Yên tâm đi. Dạ dạ. Hai anh em như ác mộng thiệt. Thầy đây. Về đây anh. Ai quậy phá cứ gọi anh em cho tôi. Bây giờ tôi về nhá. Dạ dạ. Mẹ. Anh đứng anh lại về. Cái gì mày nhái ai? Thôi thật đấy.